Hello anh em, hôm nay sẽ là một vlog ngắn ngắn đi về Tiến. Vì như mọi người đã biết thì đợt này thời tiết mưa rất là nhiều và cảm thấy rất là bức bối khi mà phải ở nhà không quay được video mới nữa. Nên hôm nay là tranh thủ trời tạnh mưa sớm. Bây giờ cũng khoảng 6 giờ tối rồi. Mình với Tiến đi ra ngoài bờ kè tập chút xíu. Thứ nhất là cho đỡ chán, thứ hai là có video cho anh em xem. Tại vì bây giờ mà ngồi nhà làm video nói mãi thì nó cũng không hay lắm. Nên là phải đi ride theo yêu cầu của anh em, đúng không Tiến? Yeah, right. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và như các bạn thấy thì ở đây chúng tôi chỉ có mỗi cái bục này thôi, không gì cả. Mà thật sự là để chơi trail với một chút địa hình như này thì nó hơi khó, nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc nên thôi. Thà là có cái để chơi còn hơn là ngồi ở nhà tự kỷ, đúng anh em? Mới đạp enduro khoảng 30 mấy cây, giờ tập thêm trail nữa. Sáng giờ anh? Ờ. À, đạp enduro cà phê hả? Đạp vòng vòng Sài Gòn đúng không Vâng. Thưa các bạn, đây là xe mới của Tiến. Đó, một màu mẹ đỏ rất là mang tính gai lọ nhưng mà nhìn rất là đẹp. Xe đỉ, xe rất là đỉ. Xe này thì khá là ngắn so với chiếc xe ngày xưa của Tiến. Đây là hôm nay tôi lôi ra test thử xem là lâu rồi không chơi con bay như nào. Không biết giờ chơi được không? Tay hộp, tay hộp. Xe này nó dài quá các bạn ạ. Và để đi lại chắc phải mất một vài hôm mới quen được. Nhưng mà nói chung là khá là nhẹ. Giờ chiếc này thì cái phần trên stay nó ngắn hơn cái chiếc xe cũ của Tiến, nên đâm ra là mấy cái pen kích các thứ nó dễ lắm, chơi khá là đã. Hôm nào sẽ mượn để chơi một vài ngày rồi mới trả. Ông Tú đang đói, nãy giờ nhắc tới ăn cơm hoài. Đói thật mà. Smooth. Yeah.
sau hơn một tiếng anh em nghỉ ngơi ở đây, thật sự giờ đói lắm rồi, không phải chịu nữa. Và giờ thì có lẽ phải về đi ăn cơm thôi. Nên có gì hẹn anh em ở vlog sắp tới nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye. Bye.